mảnh trăng ngồn không mây không mưa, dòm trời xanh ngát, sương rơi nước mắt ai rơi. Em đi lạc loài chiếc bóng, ai ru nhịp dòng đông đưa. Rao lên đi con, rao thử coi. Dạ. Ai mua vé số đây? Trời ơi, đâu có được. Cái giọng của con nó lãnh lót như vậy, ai mà thương. Con phải rao bằng cái giọng run rẩy ốm đói thì mới làm cho người ta xúc động được chứ. Nè, con nghe má nè. Sao má? Con phải rao vậy nè. Ai mua vé số đây? Ai mua vé số không? Đó, rao y như má coi. Y như má hả má? Ừ. Vậy con rao lại nghe má. Ai mua vé số đây? Hay vậy không má? Ôi cũng tạm được rồi đó. Nè, nhớ là càng áo não chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ con vừa rao vừa ca bài trống quân mà má dạy con mấy bữa trước đó. Con thuộc chưa? Dạ con thuộc rồi má. Giỏi. Đâu thực hành liền cho má nghe coi. Dạ. Vé số đây, vé số chiều số đây. Rung lên chút nữa con. Xin mời cô bác mày vô, mua giùm giúp trẻ bơ vơ tật nguyền. Thần tài thường giúp người hiền, sẽ cho trúng số vô liền chiều nay. Đúng má. Hay quá, con của má giỏi quá. Con đã làm đúng ý má rồi đó. Nhưng mà nè, con phải sửa cái câu thần tài thường giúp người hiền á. Sửa lại gì nè? Thần tài thường ghé mọi người. Vậy hả má? Ừ. Vì cái thời buổi này à, thiên hạ cùng đua chen để sống mà hiếm có người hiền. Hiền quá thì chết đói bởi không đua chen với đời. Còn con đi bán buôn, bán cho bất cứ ai muốn tìm gặp vận may. Con nghe lời má dạy để con sửa lại. Ừ nhớ rồi thì làm ngay, má đang chờ con đây. Đi làm đi con cưng của má. Dạ. Rao lên đi con. Dạ, rao lên hả? Ừ. Anh thần tài thường ghé mọi người. Rung chút con. Rung chút nữa hả má? Thần tài thường ghé mọi người, sẽ cho trúng số vô liền chiều nay. Ừ đúng rồi đó. Bây giờ nghe má nói thêm nha, về cái hành động hình thể lúc con rao bán vé số nè. Má ơi, con mệt quá à. Má cho con nghỉ nghe má. Bộ con đói bụng rồi hả? Dạ không có, con muốn nghỉ để học bài á má. Học bài cái gì không biết nữa. Chuyện học có để má bàn lại với ba con sao? Ráng làm thêm chút nữa rồi ăn cơm với má. Nghe nè, ngoài cái giọng rao run rẩy, tay chân của con cũng phải run rẩy như là bị phong xù vậy đó. Má ơi, ba dạy con phải sống cho thành thật,
con không có làm giả được đâu má ơi. Trời đất ơi, ba mày lạc hậu quá rồi. Đời bây giờ cái gì mà không có giả? Tiền nè, vàng là trên hết. Trường học mà họ còn bán mặt bằng để làm nhà hàng khách sạn. Ai nói gì nói, miễn có tiền là được hả con? Nào, bắt đầu làm thử cho má coi. Trưa rồi, chắc ba sắp về. Để con dọn cơm nghe má. Cơm đâu mà dọn? Trưa nay nhà mình ăn mì gói, không có cơm nào ăn. Con nghe má nói nè, muốn có cơm ăn thì phải làm theo lời má dạy. Chứ nghe lời của ba mày hả, mai mốt mì gói cũng không có mà ăn nữa. Làm mau đi. Giỏi, con giỏi. Một lát á, má cho con ăn. Nè, con cúi đầu xuống, có hai tay lên, rồi con bắt đầu rung. Nào rung đi con. Con vừa rung rồi con vừa rên. Má ơi, con mỏi mệt, chắc không đứng lâu được. Bụng con đói cồn cào, thêm chóng mặt nhức đầu. Vậy thì làm cho giỏi đi, rồi má cho nghỉ cái ăn cơm. Hen, rau đi con. Rau nữa hả má? Ừ, rung lên, rung lên. Vé số chiều sổ đi. Trời ơi, không có được đâu. Làm lại đi. À mà thôi, thôi, để má ngắm con coi. Sao má? Trời, không được. Cái mặt con còn tươi quá à, con rung người ta đâu có tin. Vậy dần sao má? Để coi suy nghĩ làm sao cho mất cái đồng tiền này mới mặt mới hết tươi nè. Ừ, ngậm trái chanh vô thử coi con. Ngậm trái chanh hả? Ừ, ngậm trái chanh rau đi con. Bây giờ ngậm hả má? Ừ. Rau. Có trái chanh không ngậm? Đi, ngậm đi. Trời, rau đi. Rung lên rau. Ai mà dễ chớ nhiều chớ không? Được đó con. Dễ chớ nhiều chớ không? Được rồi đó. Má ơi, con mệt quá má ơi. Con mệt quá. Trời đất ơi, bộ mày mệt tao không biết mệt hả? Mày còn là người, còn tao là súc vật hay sao vậy? Con nhỏ này nó muốn chọc giận tôi mà. Trời ơi, tôi giận là tôi mệt dữ lắm. Trời ơi, con này nói không có nghe. Cãi nè, lì nè. Liêu làm cũng làm, cứng đầu nè. Cứng đầu nè. Con đau quá má ơi, con đau quá má ơi. Đừng đánh con nữa má ơi. Biết đau mà biểu không chịu làm. Tao đánh cho mày thấy mụn nổi mày luôn. Làm ơn cho tôi xin đi cô ba, đừng có đánh cháu nữa, tội nghiệp cô ba ơi. Vô, vô nhà mau đi con. Dạ, dạ. Ông Thọ nè, tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, ông đừng có xen vô chuyện gia đình tôi mà. Cô ba ơi, cô ba, tôi coi cô như em cháu nên tôi khuyên cô, cái chuyện cô bắt con Hiền nghỉ học để đi bán vé số là không có nên đâu. Trời đất ơi, ông biết cái gì mà ông dạy đời tôi chứ. Cô ba. Gì? Cô có nghe xóm này người ta đồn rùm lên về cái chuyện của cô chưa? Đồn gì? Họ nói bà nhà giàu mà bắt con gái mù đi bán vé số. Tập hát tập ca tập cuối với tập lòn. Trời đất ơi, thì nó lớn rồi phải tính chuyện làm ăn. Để mai đây nó còn phải ra đời với người ta nữa chứ. Nhưng hôm nay cháu vẫn còn đi học, nó rất cần sự bảo bọc của gia đình. Sao cô lại nỡ bắt buộc con của mình sớm phải vào đời bươn chải để mưu sinh? Vì gia đình này đang hồi kiếp quê, làm chi đủ ăn chứ đâu có dư giả gì. Học cái trường đuôi mà thầy giáo cũng mù, mai mốt nó ra đời sẽ thua thiệt người ta. Tôi thấy cháu nó còn nhỏ tuổi, cô không nên cho nó sớm vào đời. Nhưng mà ông Thọ à, đó là cái chuyện gia đình tôi. Ông qua ở đây bàn cái để làm gì? Tôi thương cháu nên mới nói với cô như vậy. Cô nghĩ lại đi đừng có vội vàng. Ông khỏi lo, tôi đã tính kỹ càng rồi. Con Hiền phải ra đời lo mua bán giúp tôi. Tôi thấy trong nhà cô chưa tới phần con Hiền đâu. Nó đuôi mù tàn tật mà cô không. Còn cô thì mạnh lành khỏe khoắn nè. Sao cô ăn không ngồi rồi không vậy? Mà bắt nó phải nghỉ học đi bán vé số để nuôi cô.
Tôi già cả sắp rụng răng hói đầu rồi mà tôi còn chưa chịu ngồi không nè, cô thấy không? Ông khác, tôi khác. Nhưng tôi với cô cũng là con người mà. Vì là con người nên tôi không thể đứng vững dưng trước cái sự phi lý đó. Tại ông nhiều chuyện. Nhiều chuyện cái gì? Một người khiếm thị phải nuôi lại cái người sáng mắt. Cô không sợ miệng đời người ta sao cô ba? Dư luận có nuôi sống tôi đâu mà ông bắt tôi phải sợ. Nè, tôi nói cho ông biết, mỗi người có một cách sống. Tôi không cần ông dạy đời tôi đâu nghe ông Thọ. Thiệt, tôi chưa từng thấy người mẹ nào như cô. Tôi sao? Tàn nhẫn vô lương tâm chứ sao? Ông tôi cho cô biết nghe, ông trời ông có con mắt đó cô à. Ê, anh trai già, rủa tôi đó hả? Ê, sao đi vậy? Có ngon đứng lại chửi tay tôi nè. Già cả, tôi ngày cứ ăn cơm nhà đi nói chuyện thiên hạ. Chọc giận tôi hả? Tôi rủa cho trọc đầu sói tráng ông luôn đi kiếm chuyện hả? Cha Thọ vô duyên. Ê Thành, Thành. Chú Thọ, sao chú đạp xe vô đây làm chi vậy? Ở đây vắng vẻ quá mà buôn bán gì được chú? Tao ở đây đón đường để gặp mày chứ buôn bán gì mày ơi. Vậy sao chú không vô nhà ngồi uống nước, lại đứng ngoài này làm chi vậy? À, mà chú gặp con có chuyện gì quan trọng không vậy chú? Quan trọng hay không là do mày đó mày ơi. Nếu như lòng dạ của mày không thay đổi và lương tâm của mày chưa bị mọt ăn hay mối gặm thì cái chuyện này nghe nó động thiên đình dữ lắm mày ơi, chứ không phải chuyện chơi đâu. Vậy thì chú nói cho con nghe đi, chuyện gì? Nói chứ, bỏ buôn bán đứng đây chờ mày cả buổi mà không nói thì sao được mày. Nhưng trước khi nói, tao muốn hỏi mày một câu. Mày có còn thương bé Hiền Y như hồi xưa không? À, thương như con ruột của mày không vậy Thành? Thì chú cũng biết cơ mà, vợ chồng của con không con cái. Có được bé Hiền làm cho vui nhà vui cửa mà con thương sao được chú? Huống chi con đang thực hiện lời hứa của mình đối với người mà con hết lòng thương mến. Dù số phận đau thương gây nên cảnh chia lìa, anh Vũ qua đời khi tuổi hải còn xanh, còn hạnh cũng đi xa thăm thẳm phía chân trời. Tình bạn thiêng liêng lòng con luôn giữ vẹn, nên đâu dám lãng sao chuyện chăm sóc bé Hiền. Dù nó chẳng may mang số phận tật nguyền, nhưng con quyết hết lòng cho nó một tương lai. Nhưng theo tao thì mày quá vô trách nhiệm. Dù mày vẫn luôn thương mến con Hiền, lo áo lo cơm chắc là mày nghĩ đã đủ rồi, nên mày đâu có biết gì về những chuyện thương tâm. Chú à, dù làm việc mệt nhọc nhưng con vẫn dành thời gian buổi tối để theo dõi việc học của con Hiền. Con thấy nó vẫn làm bài, học bài bình thường, chứ có chuyện gì xảy ra đâu chú. Ừ, thì nó học bài bình thường chứ sao. Nhưng không phải nó học bài của thầy nó dạy ở trường, mà nó học bài của vợ mày dạy nó ở nhà. Tao nghe có một lần mà tao thuộc đó. Mày không tin hả? Để tao mần lại cho mày nghe thử coi ngang. Nghe nè. Ai mua vé số không? Vé số chiều sổ đây, ai mua vé số không? Chú Thọ, chú nói vậy là sao? Không lẽ con Hiền nó... Nó bị bắt phải đi bán vé số lang thang đầu đường xó chợ đó. Mày có hay hay không? Cái gì? Bán vé số? Chú Thọ, chú có nói thật không? Tao đón mày ở ngoài này là tao muốn tận mắt mày chứng kiến. Thành ơi, chớ lòng giá của tao xót xa nhiều không ai cắt mà đau. Thấy con Hiền nó khổ thân tật nguyền gầy yếu xanh xao mà phải gánh chịu gian lao.
sống một mình. Trời ơi sao lại có chuyện thương tâm mà tôi không biết không hay. Tôi tưởng đâu cuộc sống của bé Hiền luôn được sung sướng yên lành. Giờ tôi ở nhà sao mà tác tệ, gieo khổ cho đời con thơ. Tao sợ gia đình mày lục đục rồi tội cho mày, cho con Hiền, nên tao có qua nhà khuyên con vợ mày. Chẳng những nó không nghe mà nó còn chửi tao, không có còn nước non nào mà kể. Chịu hết nổi rồi nên tao mới đón mày ở đây nè, nói cho mày biết đó. Trời ơi, rồi bây giờ con Hiền nó đang ở đâu vậy chú? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà nó mù, chắc nó lẩn quẩn gần đây thôi chứ không có đi xa được đâu. Vậy mình đi kiếm nó nghe chú. Ừ, rồi để tao dựng xe ở đây rồi mày chở tao đi cho nó lẹ. Dạ, đi chú. Tìm đâu dòng ta
Kìa, nó kìa Thành, ngừng xe lại đi. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Mua giúp giùm, mua giúp giùm kẻ mù lo tâm tối đi cô bác ơi. Vé số đây nè, mua giùm con đi. Bé Hiền. Hả? Có phải ba đó không ba? Ba ơi, phải không? Ba đây, ba đi tìm con đây. Trời ơi, sao má con lại làm cái chuyện ngu khờ dại dột này? Hiền, ba ơi, ba. Nó khôn chết mẹ chứ ngu dại gì. Mày đi làm suốt ngày, bây giờ có con Hiền đi bán vé số nữa, để nó ăn no rồi cái nó phè cánh nhạn ra cũng có tiền xài. Như vậy mà mày nói nó ngu thì tao cũng xin đăng ký ngu tự nguyện luôn. Hiền ơi, ba xin lỗi con. Ba đã lơ là trong bổn phận để cho con phải khổ. Ba cứ tưởng là giờ này con đang ngồi học cùng chúng bạn, chứ ba có ngờ đâu. Con phải lang thang trong nắng lửa mưa dầm, xót phận thương thân mà buồn tối âm thầm. Không biết sẽ chia gian khổ với chồng. Nên mới bày ra những chuyện qua đau lòng. Ba ơi, con có đôi lần con hỏi thầm, gặp cảnh khó khăn nên má của con mới hay nông nải cọc cằn, chứ con vẫn là con ruột của ba má. Con đừng quá tuổi hơn mà suy diễn chuyện. Tao nói thiệt với mày nghe Thành, tao không phải tướng số chứ. Tao nhìn chân nhìn cẳng mà đoán con người trúng phóc nha. Hồi đó tao nói trước với mày rồi mày không chịu nghe. Mày nói con vợ mày nó tốt lắm, cứ câm đầu câm cổ lo làm việc, tới bây giờ nó mới tệ như vậy nè. Thôi chú à, chuyện đó để con sẽ tìm cách khuyên nhủ vợ con. Bây giờ để con chở bé Hiền nó về. Ba ơi, nhưng vé số của con chưa bán hết mà. Để đó tao lo cho. Bữa nay tao vừa bán bong bóng vừa bán vé số luôn, làm hai nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ này làm mau giàu lắm đó. Con theo ba con về nhà trước đi, rồi chiều á ông đem tiền về cho. Đi con, không có mất đâu mà sợ. Thôi vậy cũng được, con cảm ơn chú. Con về trước nghe chú. Con cảm ơn ông. Thưa ông, con về.
Về đi con. Tội nghiệp cho con nhỏ hết sức. Ủa, đứa nào mới ra nghề cạnh tranh với mình vậy cả? Thấy lạ quá hen. Chắc không phải dân địa phương này. Ô thôi kệ, chia nhau mà sống. Biết chịu cực khổ á, buôn bán kiếm tiền vậy là tốt rồi. Miễn đừng có ăn cắp ăn trộm là tao chịu à. Ủa, mà sao chiếc xe này thấy quen quen ta? À, sao nó giống xe tôi quá vậy trời? Đúng rồi, chết mẹ xe mình. Trời, chiếc xe bong bóng của tôi. Ê, anh kia. Ê, chiếc xe của tôi mà, trả lại cho tôi. Ê, đứng lại. Ăn cướp với người ta, ăn cướp. Mình à, mình phải bình tĩnh để em nói cho mình nghe. Em thấy lúc này mình hơi gầy vì làm việc quá sức và đang gặp khó khăn. Con Hiền nó cũng lớn rồi, mình phải để nó buôn bán phụ giúp gia đình chứ. Nhưng nó bị tật nguyền và nó còn đang đi học. Học thì học bao nhiêu đó đủ rồi, mình nuôi nó hoài sao nổi. 3 tháng rồi bà không gửi về cho mình xu nào, mà lương của mình làm á thì chỉ đủ để nuôi sống em với mình, nay là phải chia cho nó nữa. Em thương mình, cái gì của mình em không muốn chia cho ai hết á. Trước đây khi người ta chưa gửi tiền về, mình vẫn nuôi nó được mà. Hân à, em nên thương con, đừng bắt nó nghỉ học tội nghiệp em à. Em biết, mình chỉ thương nó chứ có nghĩ gì tới em đâu. Người sáng mắt thì học xong còn thất nghiệp, nó mù, học 3 cái chữ chấm chấm ai xài. Sao em nói vậy? Chữ nổi là chữ quốc tế của người mù. Có chữ là có nghĩa, có nghĩa là có tình, có lý, có hạnh phúc. Em hiểu không? Thôi, tôi biết rồi. Anh coi nó hơn tôi mà. Anh thương nó hơn tôi, vì nó là con riêng của anh mà. Hân, anh phải cho tôi nói hết gì tôi muốn nói. Anh Thành à, có phải con Hiền chính là đứa con tội tình của anh, phải không? Anh nói đi. Coi kìa, sao anh lặng thinh? Có phải trước khi gặp tôi anh đã có một thời vụng dại yêu thương, mà hậu quả là đứa con? Ngày mới quen em tôi đã nói thật, tôi là người chưa vợ nhưng có con, một đứa con mù lòa tàn tật của người bạn thân. Nhờ tôi nuôi dưỡng và em đã chấp nhận nó là con chung của chúng mình. Chỉ vì ngày xưa quá yêu anh, tôi mù quáng vì tình, không chịu suy nghĩ càng cùng, nên phải về đây làm mọi không công. Tôi nuôi con của người ta như nuôi muối hoa trong nhà, biết đâu rồi mẹ của nó trở về. Trời ơi, ngày đó chắc là tôi phải mất anh thôi. Hân à, em đừng có nói bậy. Má con Hiền trước là bạn của tôi, và mãi mãi vẫn là bạn thôi. Anh Thành ơi, mười mấy năm qua chúng ta đã sống trong tình vợ chồng vẹn vẹn, nhưng lòng em vẫn không yên khi nghĩ đến chuyện con Hiền. Vì anh nuôi con của người ta mà không chút đắn đo về quyền lợi ba tiền, trong khi ở đời có người là mẹ ruột, con tật nguyền khó để vứt bỏ đi. Còn con Hiền với anh đâu có máu huyết ruột rà chi, mà anh lại hết lòng bao bọc. Có phải anh
Hiền vì bổn phận của một người sáng lòng đối với đứa trẻ tật nguyền, chứ không có ý gì khác hết. Em không tin. Vợ chồng mà không tin nhau thì thì chia tay chứ gì. Em nói cái gì vậy Hân? Tại anh buộc tôi nói ra quyết định sau cùng giữa tôi với con Hiền. Tôi nói rồi, anh chỉ có quyền chọn một thôi. Hân ơi, sao em không biết xót xa trước cảnh chia tay người đi kẻ ở, khi 10 năm nay kỷ niệm đã đông đầy. Em à, như mặt nước hồ thủ không gần chút phong ba. Anh Giang em đừng nói tiếng chia xa, đừng để tình ta chia đôi trời thương nhớ. Còn với con Hiền một kiếp người đau khổ, đừng để nó bơ vơ cô độc trên đường đời. Hân, anh đã nói hết tình, Quyền quyết định ở nơi em. Cảm ơn anh đã trả tự do cho tôi. Tôi có thể đi ngay bây giờ chứ? Tùy em. Cảm ơn anh. Má, má ơi, má đừng đi mà. Má đừng bỏ con, má ơi. Má, dàn ra đi. Má, tao không phải là mẹ của mày. Má, má ơi, má. Hiền, con. Ba, sao ba lại để má ra đi? Rồi mai đây biết tìm má ở đâu? Ba ơi, con đã lớn phải biết lo bao bố ơn sau ba. Đừng lo lắng cho con đi bán buôn đỡ đần cho cha mẹ, giúp gia đình ta đắp đổi qua ngày. Đó là những chuyện thương tình, không biết ba gì quá thương con nên đành để má ra đi. Ba sợ con gian dở học hành nên mới sanh chuyện bất bình. Con đã biết rồi, đừng nghĩ về cho bằng, hãy ráng học hành là ba vui. Ba ơi, con hiểu được từ trong nguồn cội thâm sâu của mạch suối tình thương trong nhân. Nó điểm tô cho dòng nước trên nguồn, nó tạo cho dòng suối mộng mơ nét huyền ảo tuyết trần. Má không muốn ba đem tình thương chia sẻ, là muốn giữ nguyên lành tình chồng vợ. Lòng ích kỷ kia của má xét cho cùng, con thấy đáng thương hơn là đáng trách. Muốn gì con với má chỉ buộc ràng nhau bằng lòng trắc ẩn, chớ nào phải đâu là quyết nhục thân tình. Hiền, nói gì nãy giờ con đã nghe hết rồi hả con? Dạ, con nghe hết rồi bà. Vì vậy nên con càng thấy thương ba má nhiều hơn. Nếu không có ba má,
chắc gì con còn sống được. Ba ơi ba đừng giận má nghe ba. Ba để cho con được đáp đền chút công ơn dưỡng dục nghe ba. Hiền ơi ba tự trách mình đã không tròn bổn phận. Để cho má con buồn và con thì phải sai rước khổ đau. Dù cha con mình không ràng buộc với nhau bằng hai chữ thâm tình thiện liêng cao quý, ba cũng không trách má con vì chút lòng ích kỷ nỡ bắt buộc con bước vào đời trong cuộc mưu sinh. Nhưng ba muốn giữ cho tròn lời hứa năm xưa với người đi xa đã trọn lòng ký thác. Nhìn cảnh phân ly một gia đình tan nát, ba cũng thấy đau lòng như ai xé ai dò. Nhưng ba ơi, nếu để được yên vui cho riêng mình mà làm mất mát chia ly khổ đau cho người khác thì con cũng không yên dạ đâu. Số phận của con ấy thì con phải chịu. Con là đứa con không nguồn không cội, sống lạc loài côi cút bơ vơ. Đừng khóc nữa con. Con không bơ vơ vì đã có ba. Ba sẽ giúp con vượt qua quãng đời tăm tối. Ba ơi, con muốn biết tại sao ba má con lại bỏ rơi con. Có phải vì con, vì con bị mù không hả ba? Không. Ba tin là trên đời này không có cha mẹ nào lại nhẫn tâm dứt bỏ con mình, dù đó là đứa con khuyết tật về tâm hồn hay thể xác. Hiền à, bây giờ con đã lớn, ba cũng muốn cho con biết rõ vì sao ba má ruột của con lại không nuôi dưỡng được con. Ba còn nhớ rất rõ năm ấy, vào những ngày mưa dầm cuối mùa thu năm 1979. Hạnh à, con ngủ chưa em? Dạ, con nó ngủ sai rồi anh. Anh đã mua thuốc về cho con rồi nè, em nhớ coi đúng giờ cho nó uống nghe. Anh lại đi nữa, chứ không ở nhà với con sao? Đêm nay đoàn phúc khảo vở của anh phải tới gặp ông trưởng đoàn để xin ứng một ít tiền bản quyền và nghe dư luận khán giả họ nói về kịch bản của mình. Nhưng mà mưa lớn quá, anh đi sao được? Em lấy giùm anh cái áo mưa ở dưới mớ bản thảo đó. Em đã nói là mưa lớn lắm, anh đi em không yên tâm, nhất là anh đang bệnh nữa. Không sao đâu, anh đi được mà. Anh à, hay là anh chờ cho bớt mưa rồi anh hãy đi. Không được đâu em, có lẽ đoàn sắp mở màn. Anh phải đến xem cho kịp lúc,
dở diễn mà tin anh đã chuyển xa trong những gần suốt ba tháng qua. Họ hát nhiều lần chứ đâu phải chỉ tối nay, sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ được coi mà. Anh muốn được xem ngay vào phút diễn đầu để kịp nghe thời sửa chữa dở của anh. Anh đi rồi chừng nào anh về? Khoảng 10 hay 11 giờ thì anh về. Khổ quá. Phải chi con nó không bệnh, em sẽ bồng nó theo anh tới rạp. Ở nhà em không có yên, vì gần một tuần nay đêm nào em cũng thấy anh thức suốt đêm để sửa kịch bản. Em nghe anh cứ ho lên từng cơn vậy đó. Đó, ho nữa rồi. Em đừng có lo. Anh đã uống thuốc và thấy đỡ nhiều rồi em à. Thôi, em vô lấy áo cho anh đi, để anh đi kẻo trễ. Em... anh à... Mau đi em, tới giờ rồi, anh không chần chờ được đâu. Dạ. Áo lạnh của anh nè, anh mặc ở trong cho ấm. Mau đi em. Ờ quên nữa, anh uống thuốc thêm rồi hãy đi, để em rót nước cho anh. Nước đây nè anh. Ý, anh lại muốn lên cơn sốt nữa rồi nè. Không sao đâu, anh uống thuốc rồi sẽ hết ngay mà. Anh à, hay là để em chạy kêu xích lô đưa anh đi nghe anh. Em đừng lo quá, anh đi xe đạp được mà. Anh biết sức của anh, không đến nỗi nào đâu, em đừng có sợ. Giữa trời mưa gió như vậy có xích lô nào đâu, em tìm kiếm cho mất công. Thì em đi ra đầu ngõ chắc có mà anh. Nghe anh đi, không có gì phải lo. Anh làm việc quá sức nên thường bị sốt, nhưng chỉ cảm thường rồi sẽ nó chóng qua. Anh xin hứa với em là sau đêm nay anh sẽ bớt công việc để ở nhà được với em và con, sẵn để dưỡng sức luôn cho mau hết bệnh. Anh đã nhiều lần nói với em là dưỡng sức, nhưng em thấy anh có tình dưỡng bao giờ. Anh yêu văn chương nên dễ quên những chuyện đời thường, nhưng nghe kể từ bây giờ anh sẽ cố nhớ những gì anh hứa với em. Đời của mẹ con em chỉ có anh là hơi ấm thâm tình, nên anh phải biết giữ gìn để suốt đời ta kề cận bên nhau. Anh nhớ rồi mà. Đó, em coi kìa, mưa đã dứt hạt rồi. Coi vậy chứ ông trời ổng thương anh lắm. Anh thiệt là... Ý, con nó khóc rồi kìa. Anh đi đi, để em dỗ con. Nè, nhớ gài cửa cho cẩn thận nghe em. Dạ. Nín, nín đi nghe con. Ví dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp gần. Rau răm ở lại, rau răm ở lại chứ chịu lời đắng cay. Hạnh, Hạnh à? Má. Trời ơi, mưa gió như vậy mà má qua đây chi cho cực vậy má? Con định ngày mai con về bên má. Vậy là con đã nhận được thơ của ba con rồi phải không? Dạ. Hạnh à, má má cũng vì cái chuyện trong lá thơ đó của ba con cho nên má mới lặn lội qua đây. Vì ba má lòng
bởi không thấy con về nhà. Rồi cứ tưởng là thơ đã thất lạc. Hạnh à, con phải biết thương má với thương ba. Sao con lại vô tình đến như vậy? Dạ thưa má, đời con coi như đã an phận. Con thấy là con có về cũng không giải quyết được gì đâu. Được chứ sao không con? Nếu con thương cha thương mẹ thì cũng không có gì đáng phải lo ngại. Họ thương con thì chắc cũng sẵn sàng tha thứ. Dẫu biết rằng ngày nay con đã có con, giả lại nó cũng đâu phải là tai tân gì. Nó cũng đã từng có vợ có con, nhưng con thấy ông ấy có ẩn ý gì khi cố tình đeo đuổi theo con. Nó yêu con thật lòng chứ có ẩn ý gì đâu. Con à, chuyện con bỏ nhà theo thằng Vũ về đây, ba má giấu kín lắm, nên nó không có biết đâu. Vì vậy nên nó đã viết thơ về cho ba má biết là nội trong tháng sau nè, nó sẽ về để chính thức cưới con. Hồ sơ xuất cảnh của con nó lo sắp xong rồi con à. Nhưng con đã có chồng có con, còn cưới hỏi gì nữa má? Hạnh à, chuyện gả con cho cậu Bôn á, ba má đã tính từ trước khi con gặp thằng Vũ lần. Như con đã biết thằng Bôn nó là dân Tây, thấy nó thương con, ba má cho là trời còn thương gia đình mình, ba má mới tính cái chuyện gả con cho nó để cuộc đời của con được sung sướng. Nhưng ai có ngờ nó về bên Tây chưa được một năm thì ở đây con đã sanh con. Mà nhắc lại là nó không hay biết gì đâu con à, nên mỗi năm nó đều gửi tiền gì cho gia đình mình đó. Ba má vẫn nhận tiền của ổng à? Khổ lắm con ơi, nhận cũng khó nói. Nếu nó biết chuyện của con với thằng Vũ mà không nhận á, thì biết thối thoát bằng cách nào đây? Khi nó đã nhã ý giúp gia đình mình vì nó thương con mà. Chừng nào ông ấy về nước hả má? Tuần sau. Nên ba con mới gấp rút kêu con về để tính cách nào cho nó êm xuôi. Không thì tao với ổng còn mặt mũi nào nhìn gia đình anh hai René nữa. Rồi ba định tính cách nào hả má? Ổng có bàn sơ với má là cứ coi như là con vẫn như trước đây đi. Nghĩa là bây giờ á, bây vẫn còn là gái, còn con bé với thằng Vũ cứ ở đây ha. Rồi gia đình sẽ tìm cách giúp đỡ cho cha con của nó. Nghĩa là con phải bỏ chồng, bỏ con sao má? Phải bỏ thôi con à. Con phải vì ba má, vì danh dự của gia đình mà làm đám cưới với thằng Bôn con à. Không, không đâu. Sao lại không? Má ơi, duyên phận đã đưa đẩy con vào dòng vợ chồng cùng với anh Vũ. Dù không có lễ vô quy, không rượu nồng pháo đồ, nhưng mà không có xứng. Nhưng con vẫn nghe trong lòng chan chứa niềm vui để chào đón tình yêu sáng trong đang mở ngó tâm hồn. Vì với con giữa cuộc đời đang nhiều loạn chân, giá trị
tình yêu đích thực đâu còn. Nên giàu phải sống trong ngôi nhà mục nát, mưa tạt gió lồn vẫn nồng ấm lửa tình yêu. Con đã quen rồi nhìn con thơ trong giấc ngủ hồn nhiên, nghe tiếng chồng êm đềm gọi giờ. Khi ngoài phố đêm mọi người đều say ngủ, một bóng lẻ cô đơn về với mẹ con mình. Cách sống nghèo để được yêu nhau chỉ có trong tiểu thuyết và mấy tuần cải lương tâm lý xã hội thôi con ạ. Còn thực tế thì có ai chấp nhận đâu. Ba má muốn cứu vớt cuộc đời con ra khỏi cái ngôi nhà mục nát này, cũng như rước con ra khỏi cái thằng nhà văn đi trên mây sống bằng ảo tưởng. Má ơi, mỗi người đều có quan niệm sống riêng. Theo con thì vật chất bạc tiền chỉ là tạm bợ. Khi những thứ đó đã không còn nữa thì tình yêu có giữ được hay chân? Nếu vì chuẩn sử giàu sáng mà đã vội trao thân, họ mua tình của con được rồi mai kia mốt nổ. Khi tôi xung qua hương phải vấn lạc, họ sẽ dứt bỏ con đi như một cánh hoa tàn, để tiếp tục mua tình bằng sự hào nhoáng giàu sang. Vì họ chỉ yêu thể xác và cần nhục dục, chứ họ không thể có một tâm hồn để thấy được đâu là chân hạnh phúc tình yêu. Con lo xa quá. Nếu lỡ nó có bỏ con thì còn vật chất bù đắp lại, hơn là con phải sống nghèo để tôn vinh tình yêu đích thực rồi thấy thiên hạ ăn sung mặc sướng mà thèm khát. Dì Anh ơi, dì Anh. Dì Anh. Anh Việt, chuyện gì vậy anh? Trời ơi, anh Vũ anh đang ngồi coi hát, ông anh ho thật nhiều rồi anh té xỉu. Hả? Chúng tôi đã đưa anh vô bệnh viện rồi, chị vô dẫn liền đi chị. Trời ơi, chồng tôi. Má, vậy má ơi. Hả? Má coi cháu giùm con, con phải vô với chồng con liền mới được. Hả? Đi mau, đi mau anh Việt ơi. Trời ơi, tôi có sẵn xe kìa, để tôi chở chị đi. Dạ dạ. Trời ơi, cậu Việt này thì công nhận nhiều chuyện nha. Ta ối máu chạy ta tự nhiên cho hay gì vậy? Rồi bỏ tao với nhỏ ở nhà mình sao? Hạnh, Hạnh. Ơ kìa, anh Thành, kết quả xét nghiệm của anh Vũ thế nào rồi anh? Hạnh à, anh cần phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh tim của Vũ đang ở vào thời kỳ thứ hai, rất là nguy hiểm. Trời ơi, nghiêm trọng đến như vậy sao anh? Phải, đã vậy vì anh làm việc quá sức cho nên bây giờ cơ thể suy kiệt nặng lắm. Anh Thành, anh nói thật cho tôi biết đi, liệu anh Vũ có... Điều đó rất khó nói. Trong tình trạng anh Vũ hiện nay, tôi sợ... Không, không đâu, không thể nào như vậy được. Trời ơi, nếu anh Vũ có mệnh hệ nào, chắc là tôi không thể chịu nổi phong ba. Lẽ sống đời tôi là anh Vũ dưới con khờ. Anh có về gì mẹ con tôi phải ra sao? Hạnh hãy cố bình tĩnh đi Hạnh. Những bây gian lao tôi làm gì nên tôi với thế.
đừng bắt cha con chồng vợ phải chia lìa. Trên cõi đời này tôi không thể mất anh. Hạnh ơi, đứng trước cảnh ngộ khó khăn, xin hạnh hải cố giữ vững lòng tin, đừng để mình dao động. Hạnh phải tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, cùng vũ vượt qua bao biển động trong đời. Dù cho hôm nay là mưa bão tơi bời, nhưng hãy vững tin sau cơn mưa trời lại đẹp cho những chân tình được bền vững với thời gian. Trong tình cảnh này không tránh khỏi oán than, khi thấy người thân đang lâm vào nguy hiểm, đừng để cho khổ đau của cuộc đời quật ngã, mà hãy vươn lên tìm mọi cách để sinh tồn. Bình tĩnh và hãy cố gắng bớt buồn đau. Làm sao tôi khỏi buồn đau, nhìn ra bốn phía tương lai chỉ thấy mênh mông mầm mù. Tâm chia cắt làm cho phân xé đôi đường. Anh Thành ơi, anh dù đẹp gì mẹ con tôi đêm ngày lao nhọc, chúc cả máu tim mình hầu đổi lấy miếng ăn. Cực khổ trăm bề mà chẳng chút quán thân, bên quán ôm đau anh không hề nản chi. Chồng tôi dù phải đổi tánh mạng, tôi cũng sẵn lòng cam chịu. Nếu như định mệnh trái ngang chia lìa chồng vợ, thì cõi đời này tôi sống nữa mà chi. Kìa Hạnh, Hạnh đừng có nói gỡ như vậy. Tuy bây giờ tình trạng của anh Vũ thật là nghiêm trọng, nhưng không phải là tuyệt vọng như Hạnh nghĩ đâu. Lo sợ nên rối trí lắm, không biết phải làm sao đây nữa. Hạnh à, điều cần thiết bây giờ là Hạnh phải cố bình tâm. Phải làm sao cho anh vô yên lòng, đừng nên cho anh hay bình tình đến lúc nguy nan. Người bên ngoài điều trị thuốc men, cần làm mẹ cho họ vững tinh thần. Chuyện tiền bạc và gia đình tôi sẽ phụ giúp một tay. Từ hôm anh Vũ bệnh đến nay, nhờ có anh lo lắng trong ngoài, không thì khổ sở vô cùng. Vợ chồng tôi rất biết là chỗ bè bạn thăm giao, giúp đỡ nhau là lẽ thường tình. Hạnh đừng có để lòng chuyện ân nghĩa mà làm chi. Thật, không có anh tôi không biết làm sao nữa. Từ trước tới nay mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà anh Vũ đều lo liệu hết. Nay anh bệnh như vậy, thiệt lòng tôi lo lắm. Không có gì đâu, Hạnh cứ yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Thôi,
Anh trở vào với anh Vũ đi, đừng để ảnh một mình lâu không có tốt. Tôi chạy về nhà coi con bé nó ra sao, rồi tối tôi trở vào thay cho Hạnh về với cháu. Làm phiền anh nhiều quá. Có gì đâu, thôi tôi đi à. Dạ. Anh à, anh ngồi đây cho khoảng khoát một chút. Anh Thành về nhà mang thức ăn vô cho anh. Anh ăn rồi nghỉ cho khỏe. Bác sĩ nói xuất viện sớm hay không là do anh đó. Anh Thành bận nhiều công chuyện lắm. Em cứ mua tạm thức ăn của căng tin cho anh ăn được rồi. Để ảnh nấu chi cho phiền để em. Em có nói nhưng ảnh không chịu. Ảnh nói anh cần phải bổ dưỡng cho mau lại sức. Nhà mình thì không có ai, cứ để ảnh lo không có phiền gì hết. Hạnh à, bác sĩ có cho em biết về bệnh tình của anh không? Dạ. À, bác sĩ nói anh làm việc quá sức, lại bị cảm lạnh nên ngất ở trong rạp, chứ không có gì đáng lo. Bác sĩ nói anh phải cần được ăn uống và nghỉ ngơi thuốc men đầy đủ, chỉ một thời gian anh sẽ khỏi. Nhưng tiền ở đâu em lo bệnh cho anh? Ờ dạ, em mượn của anh Thành. Và tiền bán quyền kịch bản của anh cũng vừa đủ để em lo. Anh à, anh cứ yên tâm, đừng nghĩ gì cho bận. Tiền bạc thì mình không thiếu thốn gì đâu. Em có theo dõi xem vở diễn của anh thế nào không? Có, báo chí họ rất khen anh à. Khán giả xem rất đông, diễn hai suất trong một ngày, anh em trong đoàn đều rất vui. Vậy là điều lo sợ cho vở diễn của anh không còn nữa. Công chúng đã chấp nhận xem vở diễn của anh. Anh em trong giới có lẽ họ cũng đã thương anh mà cho anh làm đồng nghiệp của họ. Anh anh Vũ. Em quên mất, bác sĩ dặn là không được làm bất cứ chuyện gì cho anh xúc động. Vậy là em muốn giấu anh? Không. Em có giấu anh chuyện gì đâu. Hạnh à, anh đã mang chứng bệnh tim lúc anh 15 tuổi. Và có lẽ bây giờ là lúc anh phải trả giá cho những ngày đêm đổ hết tâm lực vào tác phẩm. Với một mong ước không vượt xa ngoài khả năng của anh, nhưng đã từ lâu rồi anh chưa làm được. Đó là sự nhìn nhận của anh em trong giới. Và cho anh trở về cùng sự nghiệp văn. Đã từ lâu bị gian dở giữa đường, cũng vì thời thay đổi thay. Tưởng đâu mơ không còn. Em biết anh yêu mến nghiệp văn chương, nên nguyện với lòng là sẽ giúp cho anh. Càng tăng mình sống bên nhau trong tình nghĩa vợ chồng, cái đắng mặn nồng san sẻ cho nhau. Em đừng nghĩ tới chuyện xa vời, sẽ làm em mất cả niềm vui. Dù muốn dù không, em vẫn nghe mà anh gian khổ nhọc nhằn. Có nhiều khi em tủi thẹn cho mình đã không giúp gì được cho anh.
hạnh. Tấm lòng cao quý của em anh vô cùng xúc động. Vì yêu anh, em không màng chi nhà cao cửa rộng, bỏ niềm ấm chắn em cam sống cạnh thân bần. Mặc cho gia đình đuổi xô, mẹ cha không nhìn nhận em cũng cam lòng. Ngày tháng qua trong cảnh đời khó khăn lần lần, em vẫn sống âm thầm trong cuộc sống tối tăm. Anh hiểu em yêu anh bằng trọn tấm lòng, nên không cần phân chuyện hèn sang giai cấp. Dù đời em trải qua nhiều đắng cay khổ lụy, như những trận mưa giông chờ dập tắt lửa ân tình, vì em đã có anh, chính anh là niềm tin, là sức mạnh giúp em vượt qua tất cả. Những gì đã trải qua đối với em chưa phải là thử thách. Ở bên anh, em còn có thể vượt qua nhiều nghịch cảnh đắng cay hơn. Anh chỉ sợ mai này em sẽ âm thầm ân hận. Khi mà anh, em sẽ ân hận thật nhiều nếu như một ngày nào đó anh bỏ rơi mẹ con em để chạy theo hương phấn phù du buôn bán ân tình trong xa hoa vật chất. Chứ còn cái nghèo cái khổ hay những lận đận gian truân trên đường đời muôn lối chỉ làm cho em càng yêu quý anh hơn và hạnh diện trong tình yêu chung thủy đôi mình. Để giữ trọn tình anh thì anh còn ngại gì những khó khăn trong cuộc sống, để dung bón cho bếp lửa ân nghi tình vẫn luôn cháy bừng trong những trận mưa giông. Em sẽ cùng anh giữ cho bếp lửa hồng luôn rực sáng. Có anh và con là em có tất cả. Vì vậy, anh có bổn phận phải ở cạnh mẹ con em suốt đời. Em nói đúng, vì anh còn nợ mẹ con em nhiều thứ quá. Nợ nghĩa tình chồng vợ, nợ bổn phận cha con. Anh Vũ, nỗi đam mê sự nghiệp văn chương đã buộc anh phải hy sinh nhiều thứ quá. Thôi, anh đừng nghĩ chuyện đó nữa. Em rất tôn trọng nỗi đam mê của anh. Chỉ cần anh biết giữ gìn sức khỏe, anh vui vẻ sống bên cạnh mẹ con em là đủ lắm rồi. Hạnh, em là người vợ tốt nhất trên đời. Anh Vũ, chồng của em. Ngồi tạm xuống ghế này nghỉ đi, để em dọn giường rồi anh vào nghỉ. Thôi, từ từ đi em, anh không mệt đâu. Để anh ngồi đây một chút. Mới đi vắng có mấy ngày mà anh tưởng chừng như là lâu lắm vậy đó. Anh uống miếng nước đi anh. Từ hồi nào tới giờ anh có đi đâu mà xa nhà, dù cho công chuyện có bận biểu đến đâu hay đi làm khuya mấy, anh cũng ráng về nhà. Mấy ngày anh nằm trong bệnh viện, hễ mà em ở trỏng với anh đó thì thôi, còn mà về đến nhà không có bóng dáng của anh. Không hiểu sao bỗng dưng em lo sợ,
một điều gì không rõ được. Hạnh à, chắc là em sợ có một hôm anh sẽ đi luôn không trở lại nhà. Em sẽ chiếc bóng lạnh lùng làm một người vợ quá khi còn ở tuổi xuân nồng bởi người chồng bạc số. Coi kìa anh Vũ, tại sao hôm nay anh lại nói điều càn rỡ như vậy? Vợ chồng mình sẽ chung sống trăm năm, anh không bao giờ được bỏ rơi em. Hạnh à, anh không bao giờ có ý sẽ rời xa em và con. Nhưng anh sợ có một ngày nào đó anh sẽ ngất đi mà không bao giờ tỉnh lại. Anh Vũ, em không muốn nghe những điều kinh sợ đó đâu. Anh đừng nói nữa. Hạnh ơi, mấy ngày quá cẩn kề bến xử sống chết đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều. Nếu không mai hôm đó bạc phần vĩnh viễn ra đi, bỏ lại em dương trần lạnh lẽo để con thơ trở thành côi cút thì chôn xuống vàng anh sẽ dài sinh không nguôi. Hạnh à, anh Vũ, nghĩ lại ngày xưa em đã vì anh lìa bỏ gia đình, cắp xây một chân trời hạnh phúc, mà sự thật chỉ là nỗi nhọc nhằn manh áo. Mãi tươi đẹp huy hoàng và chữ thủy chung mình son sắt vẹn thề. Hạnh, khi đã yêu nhau thì phải trao nhau những thành quả tốt tươi, hay mang đến cho nhau sự vẹn toàn trong cuộc sống. Vậy mà anh đã để cho em tháng năm sầu cô bóng, môi nhạt màu son má thắm chiều phai tàn. Suốt tháng quanh năm gầy guộc là một người chồng vô dụng, không thể cho vợ con mình một cuộc sống ấm. Anh dợt cho đời những hình ảnh tốt tươi, gợi mở tương lai một con đường sáng lạn. Vậy
mà ngày qua em phải nắng mưa dài dàng, chia sẻ cùng anh bao phiền muộn đi trong mà chỉ sợ đôi mình vẫn bạc duyên, sợ đò tình theo con tảo đẩy đưa, người có lòng mà trời cao phủ say, sợ mai đây lìa xa mãi mãi, tình vẫn còn yêu mà người lại xa người. Dù ơi, xin anh đừng nói chuyện ly tơ. Anh xin lỗi, tự nhiên anh nói chuyện không đâu làm cho em phải buồn như vậy. Hạnh à, nín đi em, đừng khóc nữa. Mỗi lần thấy em khóc là anh đau lòng lắm, em biết không? Ai kêu anh nói chuyện chết chóc ly tan làm chi? Anh không được nói như vậy nữa nghe. Không có nói chết, không có nói chuyện bỏ em và con nữa. Anh sẽ khỏe mạnh, anh sẽ sống hoài, sống hoài với con và em. Nghe anh. Được rồi, anh hứa, anh hứa là không nói như vậy nữa, không làm cho em lo sợ vẩn vơ nữa. Anh bắt đền cho em nè. Hết giận anh chưa? Em không có giận anh, em thương anh lắm. Tội nghiệp vợ tôi quá. Hạnh à, sao hồi sáng em không đi với anh Thành, để anh chở con đi tái khám có một mình, vất vả cho ảnh quá. Em có nói vậy, nhưng ảnh nói anh mới xuất viện về, anh cần có người bên cạnh để săn sóc. Hơn nữa những ngày em lo cho anh ở bệnh viện, ảnh chở con bé đi về riết quen rồi. Coi bộ ảnh mê con nhỏ lắm anh à. Vậy để anh bàn với anh Thành, để con mình nhận ảnh làm cha nuôi. Chắc là ảnh vui lắm đó. Được đó. À, vậy lát nữa ảnh về anh bàn với ảnh coi làm sao nghe anh. Hai vợ chồng đang bàn bạc chuyện gì mà có bộ vui quá vậy? Có phần của tôi không đó? Ừ? Anh Thành, ủa anh về đây rồi bé Hiền đâu anh? Vừa khám bệnh cho cháu xong, đi ra cổng thì tôi gặp bác gái. Bác nói bác trai muốn biết mặt cháu ngoại nên xin bồng cháu về bên nhà. Má tôi ẵm cháu về bên nhà? Phải, bác có dặn là tôi ghé qua đây để báo lại cho anh chị hay, trưa chiều gì chỉ qua bệnh rước cháu về. Khổ quá, con của tôi nó còn đang bệnh, má tôi rước về bên đó làm sao tiện? Tôi phải qua ngày để rước cháu về. Tôi có ngăn nhưng bác nào
hay là sẵn có xe để tôi chở chị đi cho mau. Tôi đi một mình cũng được, anh cứ ở nhà chơi với anh Vũ, em đi đón con nghe mình. À quên nữa, toa thuốc đây, anh coi đúng 10 giờ nhắc ảnh uống thuốc giùm tôi nghe anh Thành. Tôi nhớ rồi, chị cứ đi đi. Lạ thật, hôm nay sao ba má vợ tôi lại muốn gặp mặt cháu ngoại? Có gì lạ đâu, giận riết rồi cũng phải thương, máu mủ mà. Nhưng tôi không tin là bên đó chấp nhận tôi làm rể. Anh không tin là cũng phải thôi, vì suốt một tuần qua anh nằm ở trong bệnh viện, anh nào có biết có hay bác gái thường tới nhà này. Anh nói sao, má của Hạnh thường tới đây à? Đúng, bác nói là đến thăm cháu ngoại, có khi bác ở đây cả ngày. Tôi nghĩ là bác đã nguôi ngoai, cuối cùng thì cũng nhận rể con, và tiện cũng nhìn luôn cháu ngoại. Tôi tin là một ngày gần đây anh cũng được nghe bác gọi về để giới thiệu cùng lối xóm bà con. Đây là rể tôi, chồng của con Hạnh, nó là một tác giả tài hoa. Anh tài khéo vẽ vời, tôi hiểu gia đình Hạnh hơn anh. Vũ à, anh cứ tin tôi đi, sao cơn mưa trời lại sáng mà? Theo anh thì trời sáng rồi à? Đúng, theo tôi thấy thì hai bác đã nghĩ lại chứ không như trước đây. Xin chúc mừng anh đã thực sự là rể ông bà Kim Sa, mà trong giới thương gia trước đây ai cũng biết tên tuổi, và chính thức được làm chồng Hoa Khôi Văn Khoa Mỹ Hạnh, đã một thời làm điên đảo biết bao nhiêu chàng trai có tâm hồn lãng mạn, muốn hướng cuộc đời mình vào sự nghiệp thơ văn, nên dấn thân vào đại học văn khoa để sống bằng sự đam mê, mặc cho đời có ra sao. Sự nghiệp thơ văn có mấy ai được sang giàu, mà có giàu chăng là giàu lòng nhân hậu. Nhưng khi đã dấn thân vào thì khó lòng mà bước trở ra. Anh nhắc chuyện đã qua, hồi chúng mình còn đi học chung trường, làm tôi nhớ lại một thời anh cũng đã giống như tôi. Hai đứa mình cùng theo đuổi Mỹ Hạnh. Vũ à, chuyện xưa rồi nhắc lại làm chi, vì ai chẳng say mê sắc đẹp và một tâm hồn sáng. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày ấy Hạnh đang hướng tình cảm về Thành, khi tôi đang yêu Hạnh mà không dám nói. Để tìm quên, tôi tự chôn mình vào những cơn say. Tôi nhớ có một đêm, bỗng dưng tôi tìm đến nhà Thành để nói hết tâm sự của mình. Sau đêm đó, tôi thấy Thành ngồi một mình trong sân trường để suy tư, và thường tránh mặt tôi với Hạnh. Rồi một sớm vào trường, không còn thấy Thành ngồi ở băng đá nữa, và từ đó mình xa nhau. Bạn đi xa rồi, chỉ còn tôi và Hạnh. Hai buổi đi về cùng bước chung đôi. Cho đến một hôm trời ngã nắng chiều, tôi thấy Hạnh như có vẻ u buồn. Khi hỏi ra mới biết là Hạnh vừa
thiệp hồng và một tấm thư. Thiệp bao tin là thành đã đi cưới vợ, còn phong thư nói rõ thân tình. Chuyện lòng của tình yêu vừa đến với tôi qua ánh mắt thân thương của người bạn gái. Vì khi hiểu ra mình là kẻ đến sao vô tình gây khổ đau cho người bạn chung trường. Đã từng sớt chia cùng tôi bao kỷ tình trực bừng cháy trong tim. Rồi tháng ngày qua tôi đã tìm được sự bình yên để nên duyên cùng người con gái khác. Nhưng có lẽ số phận tôi phải sống trong cô độc nên vợ của tôi cũng sớm vội mãn phần. Chỉ tại Thành tự khép kín đời mình đó thôi, hay cũng có thể Thành chỉ thích tôn thờ kỷ niệm. Kỷ niệm đối với tôi luôn vô giá, nhưng không phải vì vậy mà tôi tự khép kín đời mình. Có thể tại tôi chưa tìm lại được sự rung cảm ban đầu của tuổi mới vào yêu. Nó đã hằn sâu vào tâm hồn tôi một chuẩn mực về người bạn đời mà cho đến nay tôi vẫn chưa tìm được. Tôi tin rồi đây anh sẽ tìm được bằng chính con tim đầy nhân hậu bao dung. Nơi đó vẫn còn đã âm ỉ một ngọn lửa hồng của khát vọng yêu đương. Và chỉ cần có một cơn gió nhẹ ngọn lửa sẽ bùng lên xéo gọi mãi ân tình. Vũ đã cho tôi nghị lực rất nhiều, cũng nhờ sự nghiệp vắng chương mà chúng mình gặp lại. Vũ ơi, tình bạn xưa đến bây giờ và mãi mãi vẫn là thứ tình mà tôi tôn trọng mến thương. Tôi biết Thành vốn quý trọng tình bạn, nên tôi muốn nói với Thành một chuyện. Chuyện gì? Anh cứ nói đi anh Vũ. Anh Thành, tôi muốn Thành nhận làm cha của bé Hiền. Anh nói vậy là sao? Thú thật với Thành, tôi vẫn lo mình sẽ không làm tròn bổn phận người cha vì bệnh tật ốm đau như Thành đã biết. Nên tôi... Anh Vũ, không có gì đâu. Anh đừng có quá bi quan. Bệnh của anh rồi sẽ khỏi thôi. Còn bé Hiền, tôi đã coi nó như con rồi.
anh cần gì phải nói với tôi như vậy? Thôi, 10 giờ rồi, anh phải uống thuốc đó. Anh cứ để tôi lo được mà. Cậu Vũ. Kìa, má. Má qua đây còn... Cậu muốn hỏi bé Hiền và con Hạnh phải không? Cậu cứ yên tâm đi, kể từ hôm nay mẹ con nó đã yên nơi yên chỗ rồi. Má, má nói vậy có nghĩa là... Là gia đình tôi mong cậu trả con gái tôi về, vì nó không thể sống trong cái ổ chuột này được nữa. Má, anh Vũ. Bác à, anh Vũ đang bệnh, con xin bác đừng... Tôi biết cậu Vũ đang bệnh chứng bệnh tim thời kỳ thứ hai, nên tôi không muốn con tôi nó phải khổ khi phải sống với một người chồng không đủ sức lo cho nó nữa. Cậu Vũ, cậu thông cảm cho tôi nha, vì tôi là mẹ, có bà mẹ nào mà muốn con mình khổ đâu cậu. Nhưng còn bé Hiền, con của tôi. Cậu yên tâm, bé Hiền sẽ về đây thôi. Nhưng bao giờ bé Hiền về, thưa bác? Tôi sẽ trả nó về khi nào mẹ nó đi xa. Có nghĩa là... Có nghĩa là Hạnh bỏ con à? Đó là điều kiện để cậu gặp lại đứa con. Trong thời gian con Hạnh chờ đi xa thì bé Hiền không thể về bên cậu được. Tôi đã mướn người giữ nó ở một nơi bí mật. Nếu cậu và con Hạnh cãi lời tôi thì đừng hy vọng sẽ gặp lại con Hiền. Nhớ đó. Không. Không. Không được bắt con tôi. Hãy trả con lại cho tôi. Các người độc ác lắm. Các người tàn nhẫn lắm. Vũ. Vũ à. Hạnh ơi, tôi đây. Con ơi, trả con tôi lại cho tôi, trả con tôi lại cho Vũ. Vũ ơi, anh Vũ. Vũ. Trời ơi, anh Vũ chết rồi. Bác Sa ơi, bác đã giết chết anh Vũ rồi. Vũ ơi. Vũ ơi, em không ngờ mình đã vĩnh viễn xa nhau. Từ đây em đành sống đời quá phụ. Em muốn chết theo anh cho trọn tình chung thủy, nhưng mong anh hãy hiểu cho mình vẫn còn một đứa con thơ. Đang tuổi dài cờ nào hay biết chia đâu, mà phải chịu sầu dính biệt, làm cánh chim lẻ bàng mà kêu thương trong nức nở nghẹn ngào. Từ nay trăm cô lẻ em còn biết tìm đâu. Tiếng
ngọt ngào âu yếm giữa canh thu. Anh nói em nghe bao ước mong trong mơ đời, rồi những chiều mưa em bồng cuốn tựa cường. Nhưng anh đâu còn nữa để em gọi con ơi, hãy chào đón ba về. Ngày mới yêu Hạnh. Má, con của con đâu? Má hứa là sẽ đưa nó về đây mà. Có lẽ nội trong ngày nay con sẽ gặp con của con đó con à. Nó hiện đang ở đâu? Má, đời con bây giờ chỉ còn có nó. Con lại má, xin má thương con và thương cho bé Hiền mà. Hạnh ơi, má cũng biết chuyện má làm với thằng Vũ và con là điều ác đức. Nhưng Hạnh ơi, nếu con biết thương bé Hiền và lo sợ cho đời nó sẽ bơ vơ cuối cùng, thì má cũng sợ lo cho đời con. Sao chuyên sang sông trôi về bển đục vất vả dẻo neo khổ cực trăm bề. Nay thằng Vũ chết đi là yên phận nó rồi, còn má vẫn phải sống trong tuổi buồn ố nhục. Nếu người ta mà lại có con, vì trước đây ba má đã hứa gả cho gia đình chú hai trước khi rời xứ sở. Má vẫn mong con và thằng Bôn nên chồng nên vợ để con được đi xa mà thay đổi cuộc đời. Không, không má ơi, con sẽ không đi đâu. Đất trời là vậy, còn chuyện là chuyện cuộc đời con à. Con phải biết cách sống cho đời con sung sướng,
con còn trẻ đẹp, tội gì phải chịu khổ để giữ thủy chung với một người đã chết. Nhưng con còn con của con, nó đã mất cha. Con không muốn nó bơ vơ vì thiếu mẹ. Má, bé Hiền hiện ở đâu? Con lại má, con nhớ con của con lắm mà. Cậu Thành đã đi đến nơi mà má gửi cháu với ba con, nên có lẽ trong ngày nay là sẽ đem nó về thôi con à. Thành ơi! Thành! Thành! Anh Thành! Con của em đâu? Anh đã nhờ người chăm sóc. Nó đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng. Hả? Con em! Nó đang đau nặng lắm vì thiếu sự chăm sóc trong thời gian xa nhà. Anh Thành! Anh đưa em đến đó đi! Em cần gặp con em! Không! Con không được đi đâu hết! Mỡ, con lại mỡ mà. Con của con nó dạ, đang... Thưa bác, bé Hiền nó đang cần có mẹ của nó. Bác à, cháu xin bác cho phép Hạnh đến bệnh viện với bé Hiền. Tôi biết, cậu muốn xếp đặt để con Hạnh nó đi ra khỏi nhà này để về bên cái tổ ấm tàu tàn của nó. Không được đâu, nó đã về với tôi thì không dễ gì nó trở lại căn nhà của thằng Vũ đâu. Bác ơi, đây không phải là sự xếp đặt như bác nói đâu. Mà hiện giờ cháu Hiền nó đang bệnh rất nặng, nếu không kịp cứu cháu sẽ bị tàn tật suốt đời. Hả? Anh nói sao? Bé Hiền nó... Thì bác sĩ nói bệnh của cháu sẽ khỏi, nhưng đôi mắt của cháu... Mắt cháu sao hả anh? Anh nói mau đi. Mắt cháu sẽ không còn ánh sáng nữa. Trời ơi, nó bị mù. Má, má đã giết cả cuộc đời của đứa cháu à, không, con nghe má nói nè. Hiền ơi, con có tội gì mà giương tay quờ? Hạnh ơi, con đừng oán giận. Chuyện rồi mai là do nơi số phận. Con hận má, con hận má. Hạnh, Hạnh ơi, trời ơi. Giết chồng nó và giết cả cuộc đời cháu ngoại của tôi. Có ai hiểu và tha thứ cho tôi không? Có ai không? Có ai không? Hạnh ơi, tội tình này do má gây ra, lương tâm má sẽ không yên được. Đừng quá đau khổ như vậy. Đừng quá đau khổ. Đừng quá đau khổ sao?
chồng tôi mới vừa chết đó. Anh biểu tôi làm sao không đau? Con tôi mới vừa bị mù lòa tâm tối đó. Anh biểu tôi làm sao không khổ chứ? Tôi biết trong tình cảnh này không thể nói gì cho hạnh vơi đi niềm đau khổ. Tại sao người chết lại là chồng tôi? Tại sao người mù lòa tâm tôi là con tôi mà không phải là tôi? Ông trời ơi, tôi có tội gì? Tôi có tội gì mà ông hành hạ tôi như vậy chứ? Tôi có tội gì? Hạnh ơi, Hạnh không có tội gì hết. Tất cả đều do định số đã an bài. Định số? Vậy thì tại sao phần số của tôi lại khốn nạn như vậy? Dù bây giờ có đau khổ đến đâu, có tuyệt vọng khốn cùng đến đâu chăng nữa, Hạnh vẫn phải vượt qua thôi Hạnh nè. Tôi muốn chết, tôi muốn chết thôi. Không, không, Hạnh không thể chết, và cũng không được quyền chết. Vì anh Vũ, vì bé Hiền, Hạnh không được quyền chết. Hạnh không được quyền để nó sống bơ vơ, không mẹ cha côi cút trọn đời. Dù đời Hạnh giờ đây đang đau khổ chất chồng, nó đã mù loà tàn tật quá sao Hạnh còn muốn nó phải khổ thêm với đời sống lạc loài cô độc giữa trần ai. Con ơi đời con sao bất hạnh vẫn tràn, chưa trọn tuổi đầu đã chịu mất cha, giờ là sao để mẹ đi gánh chịu mọi khổ đau sầu hận trên đời, trả cho con tôi ánh mắt rạng ngời. Mẹ phải làm gì để cứu con? Trong khoảng tối âm u của sự khổ đau mà trời khiến xui cho bé Hiền nhận lành, nó chỉ còn mong tấm lòng người mẹ che chở nâng niu qua bão lòng tới bơi. Tình mẹ thiêng liêng thì vẫn như còn ánh sáng ngay mặt trời, trong giấc ngủ mê say môi chưa tròn tiếng gọi, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn vang tiếng mẹ thiết tha. Nó mong đợi sự dịu dàng của tiếng hát lời ca mà từ thuở trong nuôi mẹ nó đã ru hời, là phương thuốc thần kỳ Hạnh mang đến cho con, giúp nó vượt qua đời trong gai u. Cố dằn nén bi thương mà lo cho con trẻ, nó đang rất cần sự chăm sóc của Hạnh. Tôi như người đang rơi vào tận cùng vực thẳm mà tâm hồn thì tan nát tả tơi.
sao qua đuổi bất công, đưa đầy đời tôi vào khổ sầu chết ngất. Tôi muốn gào to cho vợ tan trời đất, sao tê dài bờ môi không thốt được nên lời. Anh nói đúng, tôi còn trách nhiệm nặng nề đối với con tôi. Tôi phải thay anh Vũ mà chăm lo cho nó. Nhưng tương lai là chuỗi ngày ám đạm địa ngục dương trần, tôi phải gắng vì con. Hạnh hiểu được như vậy là tôi mừng lắm. Anh biết không, tôi hận mình là một người mẹ vô dụng. Cả con của mình mà cũng không lo lắng cho nó chu toàn. Tôi hổ thẹn với anh Vũ nhiều lắm. Trong hoàn cảnh tai bay vạ gửi này, Hạnh đâu thể nào làm khác hơn được nữa. Tôi tin rằng anh Vũ không bao giờ trách Hạnh, trái lại còn thông cảm thương yêu. Bao nhiêu gánh nặng từ bây giờ Hạnh phải cứ mang. Một mẹ một con trơ trọi giữa đời, mặc cho gió giông dài xéo tơi bời. Tôi nghe như ai bực từng khúc ruột khi thấy gia đình của bạn nát tan. Tình thâm giao anh dành cho bè bạn cứ ngỡ là ruột thịt tình thâm. Anh không ngại chi cực khổ gian nan với mẹ con tôi chu toàn sao trước. Ân nghĩa này tôi nguyện khắc ghi. Có đáng chi đâu chút lòng thành thật. Tôi chỉ mong sao gia đình của anh đã qua được những hồi hoạn nạn, cho bé Hiền tìm được sự bình an. Vì thật lòng tôi xem nó như con, nó khổ nguy tôi đâu sướng vui gì. Hạnh đừng bận tâm chuyện ân nghĩa, tôi buồn. Anh Thành, tôi không biết nói sao để cảm ơn anh. Không có anh lúc này, chắc mẹ con tôi chết mất. Tôi đã nói là Hạnh đừng bận tâm chuyện đó mà. Bất cứ khi nào Hạnh và bé Hiền cần tôi sẽ có mặt. Đó cũng là cách để tôi tạ tình tri âm với anh Vũ. Thôi Hạnh vào lo cho cháu đi, chắc là cháu sắp tỉnh lại rồi đó. Dạ. Còn anh? Tôi chạy về nhà lo một số công việc. Ngày mai tôi sẽ vào hỏi lại cặn kẽ vấn đề của cháu. Hạnh vào đi, để cháu nó tỉnh dậy mà không có mẹ nó sợ lắm đó. Dạ. Gào nỗi thương niềm nhớ.
đứa trẻ thơ vô tội mà phải ra nông nỗi này sao? Đôi mắt long lanh mới hôm nào như chưa đựng niềm tin yêu cuộc đời, khi ngây thơ nhìn con người đầy thiện cảm. Ôi, tâm hồn trong sáng chưa gợn chất bụng của thoái đời đêm bạc. Sao ai nỡ gây chi điều bất hạnh, để từ đâu mờ mịt bóng đêm đen. Con ơi, mẹ thương con nhưng đành bất lực vì nghèo nên không cứu được đời con. Thôi thì mẹ con mình nhờ dòng nước bạc để xóa đi hai kiếp người bất hạnh. Vì số phận không may nên triệu nặng thương sâu. Anh đến bệnh viện thăm cháu, đúng lúc nhìn thấy em bồng cháu bước lên xích lô, định gọi nhưng xe đã chạy đi về hướng này. Anh quay xe lại đuổi theo hướng mà anh nghĩ là em sắp đến. Cũng may là anh nghĩ đúng, nếu không thì có lẽ giờ này anh đã không bao giờ được gặp em nữa, phải không Hạnh? Nghĩ là em sẽ Hạnh ơi, trong giây phút đau sầu tuyệt vọng, anh sợ em sẽ liều mình cho trọn chữ thủy chung. Nhưng cuộc đời của em bây giờ đâu phải chỉ của tình nghĩa vợ chồng của em dành cho dù, mà còn bổn phận thiêng liêng trong tình mẹ con thơ đang bất hạnh tật y nguyền. Nó có quyền được sống và cuộc sống của nó sung sướng hay khổ đau là do nơi em đó. Hãy kiên tâm vượt qua bể đoạn trường, đi tiếp đoạn đường dù cho lắm trong gai. Anh Thành, nhưng em... Đừng Hạnh à, trong hiện tại cái chết của em chỉ làm khổ thêm cho người đang sống thôi. Nhưng em không muốn mình đang sống mà như người đã chết, bất lực nhìn con mang bệnh tật tối tăm. Anh Thành ơi, nếu anh ở trong hoàn cảnh của em
người chồng yêu dấu đã không còn nữa. Niềm an ủi duy nhất còn lại là đứa con. Lòng nặng buồn lo cho tương lai của con sẽ ra sao khi đôi mắt nó không còn ánh sáng. Còn nỗi gia đình ép buộc phải từ bỏ đứa con tật nguyền để làm lại cuộc đời. Đi về nơi xứ lạ quê người, em còn có hy vọng bám víu cuộc đời này nữa đâu. Tật thì sống chỉ tội đời con. Hạnh ơi em đừng bi quan rồi tuyệt vọng vì những đau khổ nhất thời rồi toan chạy trong cuộc đời mà không suy tính thiệt hơn. Đời em còn gì nữa đâu để mà suy tính. Còn chứ, em còn bổn phận làm mẹ nữa chứ. Em thấy mình yếu đuối cô đơn, khó mong làm tròn cái thiên chức ấy. Điều ấy anh đã nghĩ, và anh thấy mình có bổn phận đối với cháu bé. Anh Thành, anh muốn nói, anh muốn nói ngoài bổn phận làm mẹ của cháu bé, em còn bổn phận làm con đối với hai bác. Em cho phép anh nhận làm cha bé Hiền. Anh muốn em làm theo ý của hai bác. Anh muốn em nhận lời làm vợ cái người đàn ông mà em đã từ chối lời cầu hôn trước đây vì muốn giữ trọn tình yêu với Vũ, mà kết quả cuộc tình đã có một đứa con, nhưng không may Vũ vắng số không còn. Hạnh à, theo anh thì khổ đau than khóc chỉ làm cho người ta héo hon thân xác, chứ không giúp cho người ta tròn bổn phận em à. Vậy theo anh thì em phải... Hai bác đã buồn khổ vì em trong suốt thời gian em được sống trọn vẹn với tình yêu mà em đã chọn. Hiện tại nhân danh tình bạn, anh muốn khuyên em biểu lộ tình cảm thiêng liêng của con đối với cha mẹ. Em... Hạnh ơi, tương lai em còn xa, khi tuổi già của hai bác bên nhà càng gần lại, như vệt nắng chiều buông chờ bóng đêm về. Ngày lại qua ngày, nỗi buồn lo cứ kéo dài, cho thân xác héo gầy. Trong hoàn cảnh này, than khóc mãi ít gì, quên đi quá khứ đi rồi, tròn bổn phận với mẹ cha. Chuyện hôn nhân em nên chấp nhận để giúp gia đình đang lúc khó khăn. Trong tình yêu phải chấp nhận hy sinh. Nếu em đã thương đứa con bất hạnh, mai đây về nơi xứ lạ quê người, biết đâu em sẽ tìm được cách. Đúng đó con.
Bệnh của cháu một phần vì không đủ tiền chữa trị mới ra nông nổi. Theo má thì khi nhận lời lấy thằng Bôn như lời cháu Thành vừa nói, rồi khi ra nước ngoài, biết đâu con sẽ có đủ điều kiện để lo cho cháu. Mà đến hồi nào? Sao má biết con ở đây mà tìm? Má đến bệnh viện tìm con cùng lúc với cháu Thành, rồi theo nó đến đây. Nhưng nãy giờ má đứng ở ngoài kia theo ý của thằng Thành. Hễ con mà nhảy xuống sông á thì la làng để người ta hiệp sức với nó mà cứu con với cháu. Ê, thằng Thành đúng là nhà danh. Nãy giờ má lén nghe nó nói chuyện với con, má thấy sướng cái lỗ tai làm sao á. Nhưng mà rồi riêng con á, má không biết là con nghĩ làm sao con ha. Má, bao giờ ông Bon về vậy má? Nó điện về là sáng mai nó tới. Sao con? Má về nghỉ đi. Hả? Con với anh Thành đưa cháu trở về bệnh viện. Rồi. Sáng sớm mai con về nhà cùng với gia đình ra phi trường đón ông ấy. Sao? Con bằng lòng. Vậy là đúng là con cưng của má đó. Rồi những ngày sau đó, mẹ con đã bán hết tất cả những gì có được, chỉ với hy vọng mong manh là lo chạy chữa cho con không bị khuyết tật. Nhưng rồi hoàn toàn tuyệt vọng. Con ơi, trước hoàn cảnh khó khăn nợ nần chồng chất, người đàn bà đau khổ đang thương ấy phải gạt nước mắt dâng lời cha mẹ để thêm một lần cất bước sang. Đồ đạc quần áo tôi đã lấy hết đi.
kể cả mấy bộ đồ mới may cho con Hiền đó. Sao em lại lấy quần áo của con? Thì của tôi may, giờ tôi lấy lại chứ có làm sao. Anh đã trao tiền may cho em. Trước khi ra khỏi nhà, tôi cũng báo cho anh biết 3 tháng nay má con Hiền không gửi tiền về, nên tôi đã thế chấp căn nhà này rồi. Hả? Làm sao em thế được? Thì chỉ cần giấy đóng thuế trước bà, chứ đâu cần giấy nhà. Nhà này đồng sở hữu chủ. Trời ơi, đồng sở hữu chủ cái gì? Anh quên hả? Còn nạn tham nhũng nè, còn kẻ hở về cửa hậu. Có thủ tục đầu tiên là tiền đâu đó, cửa nào cũng lọt à. Em làm vậy để làm gì? Thì để lấy tiền nuôi nó mấy tháng nay. Tôi đi à, nếu má nó có gửi tiền về nhờ anh trả nợ giùm, nhớ có làm gì cũng phải chừa cho tôi khoảng 1.000 đô để gọi là đền ơn tôi. Nói cho anh biết luôn, người tình của tôi khỏe mạnh và có thế lực, xài toàn đô không à, hơn anh nhiều lắm. Chào anh à. Má, má. Đừng gọi nữa con, cứ để bà ấy đi đi. Bà, rồi cha con mình phải sống sao đây bà? Con yên tâm, ba sẽ lo trả hết nợ mà. Hay là con đi bán phụ giúp bà nha. Đừng con, ba đủ sức nuôi con. Con phải trở lại trường. Trời mưa lớn quá, con lấy áo lạnh mặc vào, coi chừng bị cảm đó. Đi đi. Quần áo của con má lấy đi hết rồi. Ờ, ba quên. Con ngồi xuống đây, ba vào trong phòng lấy áo, con mặc đỡ áo của ba nha. Ờ, trời mưa bông bông phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở dưới ai. À, má ơi đừng lấy chồng xa, con có mẹ không? Ai đã hát ru nuôi con khôn lắm? Má nào là má thật, má nào là má giả? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết cho để ba vô lo nấu cơm cho con ăn. Trời mưa hay đói lắm đó. Dạ. Bông bông ơi, bông bông bay đây.
bong bóng màu đây, màu xanh màu đỏ đây. Các em nhỏ ơi, bong bóng đó ơi. Xin lỗi, ông bán bong bóng. Tôi muốn hỏi cô mua bong bóng màu gì? Dạ, tôi muốn hỏi nhà anh Thành làm báo. Làm báo? Báo gì? Dạ, trước ảnh làm báo Tuổi Hồng. Còn bây giờ? Tôi không rõ, hiện ảnh đang làm gì. Nếu vậy thì cô cảm phiền cho tôi về, vì tôi không biết. Dạ, tôi muốn mua một chùm bong bóng. Một chùm, mấy cái? 15 tuổi, 15 cái. 15 cái, màu gì? Dạ, đủ màu. Đủ màu, à, tôi nhớ rồi. Xin lỗi nghe, nhà cô ở đâu cho tôi biết để tôi giao hàng đến tận nhà. Vì không đủ bong bóng ở đây, cô nghe cảm phiền chờ đổ nửa tiếng thôi là tôi sẽ làm theo yêu cầu. Tôi thì không có nơi ở nhất định, nếu chú thấy không có gì trở ngại thì cứ về lo cho đủ số đi rồi giao hàng tại nhà anh Thành. Nhà ông Thành, cô thật là kỳ. Tôi nghe đã nói nhà ông Thành tôi không biết, vậy mà cô bảo tôi tìm nhà ông Thành để giao bong bóng. Chú à, ráng giúp giùm tôi đi chú. Cô này sao, thật là tôi đây khó hiểu. Tóm tắt, cô muốn tìm nhà của người quen hay cần mua bong bóng của tôi? Dạ, tôi cần cả hai. Xin lỗi, cô tìm ba Thành có chuyện gì không? Tôi tìm thăm con tôi. Năm nay nó được 15 tuổi nên tôi mua 15 cái bong bóng. Cô là vợ của ba Thành? Dạ không, tôi là mẹ. Mẹ? Cô là mẹ ba Thành hả? Dạ không, tôi là mẹ của con gái nuôi ảnh. Có phải con nhỏ bị mù đó không? Đúng rồi đó chú. Nhà đó ở đâu? Chú chỉ giúp giùm tôi đi, tôi cần gặp con của tôi lắm chú à. Nãy giờ tôi đã nghĩ sai về cô. Cô cho tôi xin lỗi nghe. Chú có lỗi gì với tôi đâu. Tôi đã nói láo với cô. Một người đáng tuổi con cháu của tôi, tôi tự thấy mình có lỗi. Thật tình tôi với gia đình ba Thành tuy là người dân nhưng gần hơn ruột thịt. Tôi thương ba Thành như con và bé Hiền như cháu ruột. Nhưng hoàn cảnh gia đình này rất là chật vật. Hạnh phúc các kêu như đèn treo trong gió loạn mưa cùng. Tôi sợ rồi đây nhà cửa cũng không còn, vì nợ tư vắng ba Thành có mà trả được. Dẫu đã mỏi mòn chạy ngược chạy xuôi, vì vậy hồi tôi mới gặp cô tôi không dám chị nhà, vì tôi nghĩ cô đi đòi nợ. Muốn tranh cho ba Thành khỏi những lời nặng nhẹ và nỗi âu lo đang đe dọa từng ngày. Anh Thành, anh thiếu nợ nhiều dữ lắm hả chú? Hiền dữ gì gặp rồi đó. Cô hỏi nó, nhà ba Thành ở hẻm bên kia kìa. Đó, cô vô cuối hẻm coi cái nhà nào mà số 6733 thì đúng là nhà cô tìm á. Dạ, cảm ơn nè, chú. Nè nè nè, cô nhớ thăm rồi về sớm sớm coi chừng kẹt cầu chữ Y thì có nước xỉu luôn đó cô ơi. Dạ. Xin lỗi, đây có phải là nhà ông Thành làm báo không? Dạ phải, mời bà vào. Mời bà ngồi. Tôi là Thành, bà cần chi? Tôi cần gặp bà nhà. À, vợ tôi đi vắng. Xin lỗi, bà cần gặp vợ tôi có chuyện gì à?
Ông không nhận ra tôi sao? Bà là... Tôi là Hạnh. Hạnh về rồi đó à? Khổ quá. Lúc này mắt mũi lèm nhèm, mà ông nhà đèn cứ cúp điện, nên gặp người quen mà không nhận ra. Anh không nhìn ra tôi cũng phải. Mười mấy năm rồi chứ ít oải gì. Trong bề ngoài anh cũng vẫn như ngày nào, tuy có già đi đôi chút. Hạnh thì có mập hơn trước, dẫu trên trán đã lờ mờ dấu chân chim, nhưng nét đẹp vẫn còn. Có khác là trong Hạnh chững chạc, lạnh lùng hơn cách đây mười mấy năm. Anh nói đúng. Những vết chân chim và sự lạnh lùng trên khuôn mặt này chỉ có mới gần đây thôi. Nửa tháng chuẩn bị về quê hương, có đêm nào tôi ngủ trọn giấc đâu. Đó là tâm trạng chung của những người đi xa sắp được về nơi chôn nhau cắt rốn. Có phải không Hạnh? Nếu là vậy thì tôi sẽ được trọn vui trong buổi hội ngộ hôm nay. Tôi mong niềm vui sẽ làm Hạnh trẻ ra và... Nhưng tôi không được vui anh à. Sao lại không? Vì tôi đã và đang lo sợ, mà nỗi lo sợ đó vẫn thường ám ảnh, để rồi trưởng thành trong mỗi giấc mơ. Cứ dập dờn hình ảnh con thơ với manh áo sắp tà tôi, một thân gầy đớn côi. Mười mấy năm qua bên cạnh ba thành, nhưng tánh tình lại giống anh. Tôi vẫn mong con tôi nó không khổ cực, nhưng lo cuộc sống đổi đời rồi có người cũng đổi thay. Anh Thành à, tôi muốn biết hiện tại con tôi nó sống ra sao. Anh có còn thương yêu đùm bọc như đã nói với tôi? Em hỏi gì lạ vậy? Em muốn anh thành thật. Anh không quen sống giả dối. Cảm ơn. Anh nghe em hỏi đây. Em hỏi gì? Em về lúc này vẫn còn kịp chứ? Kịp? Kịp gì? Kịp cứu con em nó khỏi chết vì bệnh tật đau yếu sau thời gian mẹ nó vì bận lo sinh kế chưa kịp gửi tiền về nuôi nó, nên người ta bắt nó đi ăn mày rồi ngã bệnh. Ai nói với em như vậy? Thật tôi không ngờ, con người mà có một thời tôi đặt trọn lòng tin và quý trọng về nhân cách đạo đức lại tồi tệ và tàn ác. Cô nói ai? Anh đóng kịch vụn về lắm. Hiện tại ở đây chỉ có tôi và anh. Cô nói tôi? Tốt, anh thành thật đó. Cô Hạnh, tôi muốn biết tại sao cô về đây gặp tôi, để nặng lời suy nhục khi đã mười mấy năm qua tình bạn cách xa. Ai đã nói về tôi? Tôi cần cô minh bạch. Tôi về để cứu con tôi khỏi phường đạo đức giả như anh. Con tôi đâu rồi? Nó đang lầm rủi đi ăn xin phải không? Hay đã bỏ xa rồi vì sự thất tín của anh?
như vậy chứ? Anh nuôi nó vì tiền thôi. Cô đừng hồ đồ với tôi. Hồ đồ? Không, tôi không hồ đồ đâu anh à. Đây, thơ của vợ anh gửi cho tôi, đọc đi sẽ rõ. Bà Hạnh, tôi báo cho bà biết, 3 tháng qua không nhận được thơ từ tiền bạc bà gửi về nuôi con Hiền. Gia đình tôi lại gặp khó khăn vì tài chánh, nên chồng tôi đã buộc con Hiền thôi học và bắt nó đi ăn xin. Tội nghiệp cho cháu không quen mưa nắng nên ngã bệnh trầm trọng. Tôi thương cháu nhưng không có tiền lo cho cháu. Đến nay bệnh của cháu quá nặng. Nhận được thơ, bà gấp rút gửi tiền về mới hy vọng cứu cháu khỏi chết. Mong bà kịp thời cứu cháu. Mẹ nuôi cháu Hiền, Hoàng Thị Hân. Tái bút, nhớ gửi tiền về cho tôi, đừng gửi cho anh Thành, vì lúc này anh sanh tật nghiện ngập, chích chót tiêu tiền dưới nước. Số tiền chữa bệnh trên 2.000 đô. Tôi có mang tiền về đây nhưng không giao cho anh được. Tôi cần gặp chị, nhờ anh chỉ giúp giùm. Em có thể tin được lá thư của một người mà em chưa từng quen biết sao? Tin chứ. Anh Thành, con tôi đâu? Nó chết rồi phải không? Nó chết rồi phải không? Con ơi, mẹ không ngờ người ta lại tàn ác với con như vậy. Hạnh, em nghe anh nói. Nói con tôi đâu? Nó còn đi ăn mày hay đã chết? Nó còn sống đây mà. Nó còn sống. Con tôi nó còn sống. Con? Không, tôi không phải là con của bà. Hiền, người này là mẹ ruột của con đó. Con nghe, nghe hết rồi ba. Thưa bà, tôi tuy mù nhưng biết bà sang trọng, bà quý phái nên bà khinh ba tôi, vì ba tôi nghèo. Ba tôi nghèo hơn, ba tôi nghèo hơn bà, nhưng không bỏ tôi như bà đâu. Trời ơi, ba tôi lo cho tôi. Tôi không đi ăn mày như bà nói đâu. Mười mấy năm bị mẹ ruột bỏ rơi, là mười mấy năm tôi được sống trong tình thương của người cha nuôi nhân hậu, nên tôi vẫn ngỡ đây chính là người đã tạo ra tôi. Đến chừng biết được tôi chỉ là một đứa con nuôi, tôi càng kính trọng ba tôi hơn nữa. Dẫu tôi vẫn mong được gặp lại người đã sinh ra tôi, để được nghe bà gọi tôi là con. Rồi tôi sẽ hỏi bà: mẹ ơi, tại sao nhớ mẹ? Tại sao mẹ nỡ đành lòng vứt bỏ một đứa con? Mười mấy năm xa cách thâm tình, sống như loài cây cỏ hoang vu. Khóc.
sao bao năm dài sống ở phương xa. Con ơi, ngày ba con không may dân số, con lâm bệnh trầm kha trong nhà tung quần, hoàn cảnh để đưa mẹ phải theo chồng. Mẹ cố gượng vui dầu chết liệm trong lòng, trong vở kịch đời mẹ đóng vai phản bội, chưa mãn tan chồng đã vội sang ngang để cứu gia đình thoát khỏi cảnh lầm than. Mẹ phải đánh liều đưa chân vào số phận, mặc tiếng đời dị nghị dèm pha, làm kẻ ly hương xa nhà xa xứ. Sao mười mấy năm rồi mẹ mới về với con? Mười mấy năm qua mẹ sống đời giả vui vì người chồng sau, muốn mẹ phải bỏ con. Mẹ phải nhọc nhằn vất vả ngày đêm, làm đủ mọi nghề lén gửi tiền về cho con ăn học, rồi không chịu nổi sự hành hạ tinh thần của người chồng phản bội, mẹ ly thân để trở lại quê nhà, tìm lại những tình thân chân thật đậm đà. Mẹ về đây để đưa con đi chữa mắt bằng đồng tiền dành dụm suốt 10 năm. Dòng mong manh nhưng mẹ vẫn tin trời không phụ lòng của mẹ. Mẹ đã khổ cực suốt thời son trẻ, chỉ mong đời con được vẹn vẻ về sau. Em về đưa con đi chữa mắt à? Em định xin phép anh cho em đưa con đi theo em. Nhưng bao giờ mới đi và đi đâu? Bao giờ mới trở về? Không, không, ba ơi, con không đi đâu hết. Con muốn trọn đời con phải sống với ba. Mẹ ơi, hôm nay này là do mẹ sinh ra, nhưng con đã lớn lên từ bàn tay ba chăm sóc. Ba là hình ảnh nghĩa nhân cao đẹp, đã ươm mầm tình thương trong ký ức của con. Nhưng đời con như búp măng non, còn ba là cây sáp khô cằn chờ héo rồ. Tương lai đời con phải sáng tươi rực rỡ, ở lại quê nhà ba luôn đợi tin con. Không, con không đi đâu, con ở lại với ba. Con đi đâu? Cái gì ăn hiếp cháu tôi dữ vậy? Chú Thọ. Ông nội. Ừ? Con mới đi đâu ông nội ơi? Đi đâu? Dạ, cháu xin giới thiệu, đây là... Gọi giới thiệu, nãy giờ chú đứng bên ngoài vừa đục mưa vừa nghe hai bên nói chuyện. Cô này nè, mua tôi 15 cái bong bóng, là mẹ con Hiền ở nước ngoài mới về đó phải không? Dạ phải. Dạ chào chú.
Nãy giờ mới chịu chào đó hả? Tôi nói chơi, cô đừng buồn tôi nghe cô. Chú Tư vui tánh lắm em à. Anh nội thương con nít sớm này nên tụi nó gọi là ông Tư bong bóng, mà nội không có giận. Sao con lại nói vậy? Đúng vậy đó cô, tôi là người bán bong bóng, lỡ ăn chay nên nó ốm như vậy nè. Để nít gọi ông Tư là ông Tư bán bong bóng không? À, bán, nói bán vậy chứ cho không à, cho các cháu nó vui vậy thôi. Có lẽ vì vậy nên tinh thần tôi lúc nào cũng thoải mái. Còn thể xác tôi thì cô nhìn chắc cũng biết trọng lượng ra làm sao rồi. Chú Thành, theo tôi thì cứ để cháu ở lại đây chữa mắt. Y học mình lúc này tiến bộ lắm rồi. Phải đó mẹ. Nếu được như vậy thì mẹ sẽ ở lại mà lo cho con. Ngoan không mẹ? Con cảm ơn ông nội đã nói giùm con. Ông cũng không muốn cháu đi xa nên góp ý vậy thôi. Không ngờ ba mẹ mày đồng ý. Cơn mưa đã tạnh, ngoài trời nắng đã lên. Còn trong nhà, cái xấu kẻ ác đã tự động bỏ ra đi. Tình thương như nguồn nước trong trở về để góp sức cùng nhân nghĩa nâng bổng một cuộc đời bất hạnh. Nhân danh là người lớn tuổi, chú xin thay mặt tỏ lòng ngưỡng mộ cháu. Một người Việt Nam xa quê hương đã lâu nhưng vẫn còn giữ được cái hồn dân tộc là nhân nghĩa tình thương. Nếu cháu không chê chú là ông già nói năng lẩm cẩm hoặc nghĩ chú là cái hạng người thấy sang bắt hoàng làm họ, thì chú xin được chính thức nhận con Hiền làm cháu ngoại tinh thần của ông. Vì chú xúc động trước tấm lòng cháu con, tuy xa quê hương mà tình cảm vẫn còn. Không vì vật chất xa qua mà trôi bỏ cội nguồn, chú cũng có đứa con xa quê như cháu vậy, nhưng nó chưa lần nào về đây để thăm cha. Nó trả công dưỡng nuôi bằng tiền bạc, tưởng như vậy là đã trọn đạo làm con. Nó đã quên đất nước này đây, đã nuôi nó khôn lớn, chấp cánh cuộc đời cho nó bay xa. Chú an tâm rồi chị sẽ về lại, người đi xa luôn nhớ về nguồn cội. Tôi nhớ cháu ngoài, lại có cháu nội, nhờ cháu thành thương phong chức cho tôi. Giờ tôi đối lại là ông ngoại nuôi, để cho tôi an ủi tuổi già. Chú mong hay cháu hãy nhận lời này. Dạ được chứ Hiền, con lại với ông ngoại đi con. Dạ. Dạ thưa ông ngoại. Ờ giỏi lắm. Ông có quà tặng cho cháu đây nè. Đây con cầm đi. Dạ cảm ơn ông ngoại. Hạnh à. Dạ. Cháu về đây rồi thẳng đâu? Dạ thẳng nào? Thẳng chồng bay đó. Dạ con đã ly dị rồi. Vậy là bay tính thật là hay á nghe. Vậy chú về ở luôn cho gần con Hiền. Còn thằng Thành bây vừa thâu vợ, đứa ly dị chồng, đứa bị vợ thôi. Thâu thì cứ tiến tới cho con Hiền nó có ba, chịu không? Dạ con sợ hàng xóm họ nói con hấp tấp. Dạ đúng đó chú Tư, cần phải có thời gian tìm hiểu. Việc làm bây giờ là lo cho con trước, phải không Hạnh? Phải có thời gian thử thách. Phải chứ, phải thử thách 3 năm ngang. Ở chung nhà mà ngủ riêng, bắt chước Châu Long nuôi Lưu Bình á. Chừng nào con Hiền nó nên người á thì cha mẹ nó mới được quyền làm lễ cưới, chịu không? Cháu muốn chuộc tội với con và cảm ơn anh Thành. Còn cháu Thành nghĩ sao? Dạ người ta rồi còn mãi hơi gì nữa ông ơi.
người biết yêu định đạt tinh tế thì thời gian thử thách càng dài, càng đo lường đánh giá được tình yêu chân thật và nồng nàn ra sao. Anh Thành, Hiền là con của chúng ta. Hay, nãy giờ tao đợi 4 tiếng đó. Con của chúng ta, còn chú rể tương lai, lẽ nào chịu nín thinh hay sao? Con của con đã là con của ảnh từ 5 tháng tuổi, tấm lòng của cha nuôi như núi Thái Sơn. Anh Thành, em xin anh nhận một lại của em. Thành, quá khứ đã qua, em đừng bận tâm. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cướp lại thời gian, cùng lo cho con của chúng ta, tìm lại ánh sáng tình thương trong đêm mịt mù. Ngoại ơi, ngoại, hình như ngoại khóc phải không ngoại? Phải không ngoại? Ngoại khóc hả ngoại? Thôi, cháu lại nắm tay cha mẹ cháu đi. Dạ. Ba, mẹ, ba mẹ yêu quý nhất của con. 15 cái bong bóng hồi nãy của cháu Hiền, thêm 2 cái nữa, đây là của cha của mẹ. Còn cái bong bóng này buộc trong cục đất là của ngoại. Quê hương tình yêu hạnh phúc tương lai là cục đất nằm đấy. Cháu Hiền là cây mã màu xanh. Ông ngoại, chúng ta